Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình mời các bạn cùng vào bếp để làm món canh trùng trục rau bí ngô nhé. Đây là thành phẩm mình vừa mới làm xong ấy. Khi ngày hè các bạn hãy ăn những cái món ăn như thế này thì nó làm cho cơ thể của chúng ta rất là mát và giải nhiệt rất là tốt đấy ạ. Nguyên liệu để làm món ăn này thì mình mời các bạn cùng làm với mình ạ. Các bạn để làm món ăn này nhé thì các bạn chuẩn bị cho mình ạ. Đây là 1 cân 2 cái trùng trục các bạn nhé. Mình mua 20.000 ấy thì được 1 cân 2 này ạ. Và cái trùng trục này các bạn ngâm cho mình nước vo gạo này, sau đó mình xắt đi, mình lại ngâm nước khác, mình cứ thay đổi độ 2-3 lần nước ấy ạ, để cho cái phần trùng trục này nó sẽ nhả hết cái lầm bẩn đi. Đấy, trùng trục sống há hết miệng như thế này nhá. Và mình sẽ rửa cái phần trùng trục này đi. Trùng trục mà nấu canh không ấy, cà với cà chua, hành răm cũng được, nhưng mà nó không có cái rau gì ăn thì nó không ấy, nên nhà mình thì thường hay ăn kèm với rau. Có hôm thì mình nấu với rau mùng tơi hoặc là rau bổ ngót cũng được các bạn ạ. Hôm nay thì mình nấu với rau bí ngô, cà chua và một ít hành thơm nữa các bạn nhé. Gia vị thì mình sẽ nói sau. Trước tiên thì mình sẽ đi luộc cái phần trục này. Các bạn sẽ rửa lại cái phần trục đi cho mình cho sạch. Sau đó thì mình sẽ luộc lên để mình làm sạch cái phần thịt nữa nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái xoong và mình sẽ cho này vào. Trùng trục này nó còn ra nước ấy thì các bạn cho mình một bát nước thôi nhé. Là mình đã nấu một canh ra rồi. Một ít muối vào để cho trùng trục nó hám miệng ra. Để khi mình nấu ấy, nó sẽ chắc hết cái vỏ trùng trục ra. Trong lúc chờ đợi các bạn sẽ thái cái phần hành ra cho mình nhé. Cà chua các bạn thái tau ra. Cái phần rau này các bạn nhặt cho mình và rửa sạch nhé. Đây các bạn, cái trùng trục nó sôi thì các bạn nhớ mở vung ra và các bạn bảo ấy, thì để cho cái miệng nó sẽ há ra đều nhé. Và nhớ là mình mở vung không có là cái nước bọt này nó sẽ trào ra vừa bẩn lại vừa mất hết nước. Đây các bạn, khi cái trùng trục mình đã luộc xong rồi nhé, bây giờ mình sẽ vớt ra để mình lấy cái phần thịt trùng trục nhé. Mình sẽ nhặt cái phần thịt trùng trục ra. Cái đầu hơi lỏng một chút đấy. Sau khi nhặt xong nhé, các bạn sẽ cho vào chậu nước và mình bóp cái chất thải của nó đi nhé. Đấy ạ. Cái chất thải này các bạn sẽ bóp sạch đi cho mình. Nó hơi bé một chút mà mình bóp đi mình ăn ấy, thì nó sạch hơn. Còn nhiều bạn mà không muốn bóp ấy, thì nhiều lúc nào cứ thế là lấu đấy ạ. Chỉ cần rửa thôi là lấu luôn. Nhưng mình cẩn thận ấy, thì mình cứ làm nó đi. Các bạn cho mình cái nồi lên bếp và mình cho dầu ăn vào nhé.
đó các bạn sẽ cho hành thơm, nhiều cái thơm lên. Hành thơm để mình phi nó thơm lên là được ạ. Khi hành thơm thơm các bạn sẽ cho dầu dừa vào mình. Vì mình chưa ướp trùng trục ấy thì bây giờ các bạn sẽ cho gia vị vào cho mình luôn, cho thìa muối. Các bạn cho mình thìa hạt nêm nữa nhé. Bạn nào ăn cay ấy thì chúng ta có thể cho cay nữa, tiêu hay ớt tùy theo. Và các bạn cho mình vào đây một ít nước tương. Xào lên cho nó săn cái phần trùng trục này lên là được. Rồi khi cái phần trùng trục này đã săn lên rồi, các bạn sẽ cho mình cái phần nước vào nhé. Mình nhớ bỏ lại cái cặn này. Để cặn các bạn bỏ đi nhé. Đun sôi lên. Khi nồi canh sôi nhé thì các bạn sẽ cho mình rau vào. Nhà mình ăn hơi nhiều rau ấy nên là mình cho nhiều. Các bạn mà ăn ít thì các bạn cho một lắm cũng được. Ăn rau nhiều mùa này nó mát, các bạn giữ được nhiệt, làm cho cơ thể chúng ta nó giải nhiệt. Đều lên. Đây các bạn, nồi canh của mình như thế này là đã được rồi đấy ạ. Các bạn lêm lếm xem là gia vị đã vừa chưa nhá. Canh này rất là ngọt đấy các bạn ạ. Vì trùng trục như thế này mình nấu vừa nước, không có ăn cũng hết thì bỏ đi thì nó lãng phí, mà để nước nó sẽ được ngọt hơn. Rồi các bạn cho một chút nước mắm nữa là được. Mùa này chúng ta cũng nấu canh nó nhạt một chút, đừng nấu mặn quá nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình cho ra bát là có thể thưởng thức được rồi. Món canh này thì chúng ta ăn nguội ấy, thì nó sẽ mát hơn nhé. Nóng như thế này thì chưa ăn được, phải để cho nó nguội bớt đi. Đây các bạn, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách làm món canh trùng trục rau bí nhé. Chúc các bạn và gia đình có một món ăn ngon. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Ẩm thực miền quê ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.